Đại học FPT ra mắt SchoolRank trang công cụ xếp hạng học sinh trung học phổ thông toàn quốc. Mới đây, trường Đại học FPT ra mắt công cụ SchoolRank với sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí trên cả nước. SchoolRank là trang xếp hạng học sinh toàn quốc do Đại học FPT trực tiếp xây dựng và phát triển dựa trên phương pháp luận ATA, cơ sở xét tuyển đầu vào của các trường, đại học tại Úc. Đáp ứng bối cảnh hội nhập mới, trường Đại học FPT quyết định nâng cao ngưỡng chất lượng đầu vào năm 2020. Theo tiến sĩ Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của trường Đại học FPT chia sẻ, năm 2020, Đại học FPT chỉ xét tuyển thí sinh có điểm xếp hạng từ top 50, 50% học sinh có năng lực học tập tốt nhất cả nước. Dựa vào kết quả xếp hạng từ SchoolRank, để có được điểm xếp hạng này, thí sinh cần truy cập vào trang công cụ SchoolRank theo địa chỉ schoolrank.fpt.edu.vn. Sau đó, nhập thông tin kết quả học tập để biết mình đang nằm ở top bao nhiêu trên tổng số học sinh cả nước. Nội dung cần nhập là điểm học bạ 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 hoặc điểm thi trung học phổ thông quốc gia dự kiến. Nếu đạt kết quả thuộc top 50, thí sinh sẽ nhận được giấy chứng nhận cấp bởi trường Đại học FPT. Đặc biệt, thí sinh có kết quả học tập thuộc top 30, top 20, top 10 có cơ hội giành học bổng toàn phần vào trường Đại học FPT. Kết quả xếp hạng từ SchoolRank là tiêu chí bắt buộc phải có đối với thí sinh mong muốn xét tuyển tại Đại học FPT. Đồng thời, đây cũng là công cụ đánh giá khách quan năng lực học tập của học sinh phổ thông nói chung trên toàn quốc. Truy cập ngay schoolrank.fpt.edu.vn để biết thứ hạng học tập của mình.